Thị xã Nghĩa Lộ vừa công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận xã Nghĩa Lộ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, huy động nội lực là chính, tranh thủ sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước để xây dựng mới và chỉnh trang nâng cấp các công trình. Đến nay 100% đường trục xã, liên xã của xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ được nhựa hóa, 100% đường liên thôn, đường trục thôn, 52% đường ngõ xóm được bê tông hóa. Các công trình thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ. Trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà rột nát. Xã Nghĩa Lộ cũng đã tổ chức sắp xếp lại hình thức tổ chức sản xuất, duy trì hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, hướng dẫn bà con nhân dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật và sản xuất, vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong sản xuất. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2020 đạt 46,12 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,02%, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được đảm bảo ổn định. Xã đã hoàn thành 19 tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.